Xin chào quý vị và các bạn. Chúc một ngày tốt lành. Thưa quý vị, MEDM đang đến gần chúng ta. Cộng đồng Pioneer đang mong đợi và có thể chứng minh cho thành phần NTP và những kẻ phỉ bán Pi để bọn chúng có thể tự tát vào mặt mình như lịch sử đã xảy ra với Bitcoin vậy. Với hơn 100 triệu người dùng Pi, sức mạnh của sự đồng thuận là áp đảo. Trong thời đại ngày nay, người ta thường nói rằng tri thức là sức mạnh có vẻ như những điều tuyệt vời có thể được thực hiện với kiến thức. Thực tế cho thấy trong xã hội hiện nay, sức mạnh của sự đồng thuận là sức mạnh mà con người cần nhất trong thời đại công nghệ và thông tin. Trên thực tế, đồng thuận đề cập đến sự hiểu biết rằng mọi người từ mọi tầng lớp xã hội và mọi loại người hình thành về cùng một điều thông qua giao tiếp và tham gia. Nó cũng đề cập đến kiến thức chung, giá trị lý tưởng và ý tưởng được tìm kiếm bởi những người thuộc các tầng lớp khác nhau và các lợi ích khác nhau trong một xã hội. Tri thức do nhân loại tạo ra từ trước đến nay cho thấy xu hướng bùng nổ thông tin. Trong thời đại đa dạng này, dưới những hệ thống khung khác nhau, có những kiến thức khác nhau, nhưng khi những người khác nhau hành động trên những kiến thức này, chúng thường xung đột với nhau. Đây là lý do tại sao người ta nói rằng sự đồng thuận có ý nghĩa quan trọng đối với Pi. Tổng số người dùng Pi đã vượt quá 100 triệu. Nghề nghiệp khác nhau, trình độ học vấn khác nhau, giàu nghèo khác nhau, tầng lớp khác nhau, đất nước khác nhau, màu da khác nhau, rất nhiều người khác nhau, chỉ có một sự đồng lòng nhất trí mới có thể làm cho họ đoàn kết. Tại sao mọi người không thể hình thành một sự đồng thuận? Điều cơ bản nhất là không có đủ thông tin liên lạc. Nếu chúng ta không thể đạt được sự đồng thuận tinh thần trên con đường theo đuổi chung, Chúng ta sẽ chỉ sử dụng sức mạnh của nhau một cách vô ích nếu chúng ta cản trở nhau khi hành động. Kể từ khi Pi sinh ra, đây là một khoảng thời gian không hề ngắn đối với cộng đồng, bởi vì trong thời gian này, tất cả các đội tiên phong chỉ thực hiện một hành động lặp đi lặp lại. Ngoài ra, mọi liên kết phải theo kịp quá trình phát triển của nhóm cốt lõi để hoàn thành hoạt động. Vốn bị cản trở bởi tương lửa, khó đăng nhập và cảnh báo sai. Vì vậy, nhiều người bỏ cuộc giữa chừng và KIC sẽ lại bỏ một đợt khác. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là kiên trì, khó bền bỉ thành công chính là kiên trì. Nếu không kiên trì thực hiện, bạn sẽ không thể làm nên việc lớn. Làm bất cứ việc gì cũng vậy, chính vì có những người bỏ cuộc giữa chừng nên những người ở lại mới được xem là quý giá. Những người còn lại đã hình thành sự đồng thuận về đức tin và sự đồng thuận về đức tin này là yếu tố cốt lõi tạo nên thành công của bất cứ điều gì. Bông hoa của sự thành đạt, người ta chỉ ngưỡng mộ cô ấy trong sáng và xinh đẹp bây giờ. Tuy nhiên, trời non của cô đã thấm đẫm nước mắt, đấu tranh và mưa máu hy sinh. Từ đầu đến giờ, Pi đã gặp phải nhiều trở ngại. Nhiều người đã tung ra nhiều tin đồn và vu khống đối với Pi. Một số nhà truyền đạo đã bắt đầu quay súng và cố ý bôi nhọ Pi. Tuy nhiên, nhiều người tiên phong đã không quan tâm đến chúng. Nghe lời của một nhà thuyết giáo có ý nghĩa tốt là mưa. Đây là sức mạnh của sự đồng thuận niềm tin. Bản chất của nó là kiến thức chuyên sâu. Và một khi nó được hình thành, nó là không thể phá hủy. Đây là lý do tại sao giá trị cuối cùng của Pi là gì? Tất cả phụ thuộc vào sự đồng lòng của những người đi trước. Nhiều người hiện đang nói về 100 đô la, 1.000 đô la hoặc thậm chí 10.000 đô la hoặc 314.000 đô. Đây là sự đồng thuận của một số người và tâm lý đồng thuận của mọi người là khác nhau, giá trị của Pi cuối cùng phụ thuộc vào sự nhất trí chung của những người tiên phong đạt được cuối cùng. Cuối cùng những người tiên phong đã đạt được một thỏa thuận và chúng thường được chấp nhận và công nhận trước khi chúng phù hợp với hoạt động sinh thái. Bởi chỉ cần sự đồng lòng nhất trí của tất cả những người tiên phong thì giá trị tốt nhất của Pi chính là nguyện vọng của người dân ở đâu. Tuy nhiên chắc chắn rằng giá trị của số pi chắc chắn không hề thấp bởi vì sức mạnh công nghệ và cộng đồng của nó không cho phép nó có giá trị nhỏ không cần biết tâm lý đồng thuận của mọi người là gì nhưng hướng đi giống nhau thì hầu hết mọi người đều nghĩ rằng pi là có giá trị thế là đủ và sự đồng thuận mà chúng tôi thực sự muốn hình thành không phải là gửi bao nhiêu tiền mà là gửi một sự đồng thuận tiêu chuẩn thưa quý vị quý vị và các bạn có thể từ chối pi nhưng bạn không thể từ chối Web3. Ở thời đại của chúng ta, tốc độ phát triển khoa học công nghệ thực sự quá nhanh. Tốc độ lặp đi lặp lại, cập nhật cũng mất cảnh giác. Thời đại này đang từng bước biến những điều hay thay đổi thành hiện thực. Khi mọi người đưa những tưởng tượng hoang dã đó thành hiện thực, họ đã bắt đầu khám phá không gian ảo, thuật ngữ Metaverse ra đời. Hiện nay nó không chỉ là một khái niệm, điều kiện để phát triển Metaverse ngày nay càng hoàn thiện hơn. Mặt khác, Điều kiện phần cứng VR và công nghệ giao diện não máy tính đã có những bước đột phá lớn. Không chỉ vậy, sự hoàn hảo của mạng 5G và Starlink còn có thể có đối với các kết nối phần cứng. Mặt khác, các điều kiện phần mềm và sự xuất hiện của blockchain chuẩn bị cho các cá nhân đạt được sự an toàn về tài chính và thông tin. Vì vậy, kỷ nguyên này là kỷ nguyên của sự toàn năng. Cũng giống như pin quốc hiện tại nó từng chỉ là một khái niệm tương tự như các đồng tiền kỹ thuật số được mã hóa khác. Tuy nhiên, sự chuyển đổi từng bước đã cho phép ngày càng nhiều người thấy sự độc đáo của nó. Cuối cùng, nó cũng nổi bật trong số hàng trăm loại tiền kỹ thuật số được mã hóa. Từ bình thường, xa lạ, với sự nổi tiếng hiện tại, Pinnacle đã tiến vào thời đại Web 3 chấm và tốc độ đạt được Web 3 chấm ngày càng nhanh hơn. Để đạt được các điều kiện Web 3 chấm lên có, Pinnacle được giải quyết từng bước vì thời đại công nghệ web 2 này từ lâu đã không thể thỏa mãn được xã hội. Sự phát triển của một dự án không nằm ở những gì bạn quảng bá mà nằm ở những gì bên dự án đã làm. Giao thức cơ bản của Pi cho phép bạn bè nhìn thấy tương lai tươi sáng của Pine Network. Nó có thể là giao diện kết nối mỗi hệ sinh thái với nhau trong tương lai, kết hợp tất cả các hệ sinh thái trên thế giới lại với nhau. Ngày nay với sự tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ, con người ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng cuộc sống và web 2 đang ngày càng ít đáp ứng những nhu cầu của con người. Nhìn vào xã hội ngày nay, BeneWork là dự án có khả năng mang biểu ngữ của web 3 chấm nhất. Trong vô số dự án blockchain cho đến nay vẫn chưa có ai tạo ra đột phá như vậy. Với sự ra đời của kỷ nguyên web 3, công nghệ blockchain được thể hiện bằng sự cải tiến và phát triển của công nghệ ứng dụng internet tập trung và sự tương tác của cư dân mạng và trải nghiệm được cá nhân hóa. Sự phổ biến rộng rãi của tiền ảo và việc trao đổi tiền ảo đã trở thành hiện thực. Sự công nhận của mọi người về sự giàu có của trực tuyến và các giải pháp cho an ninh tài chính mạng. Hướng phát triển trong tương lai của các ứng dụng Internet sẽ chia nhỏ hơn, chuyên nghiệp và tương tích hơn và sẽ có các nhà cung cấp quản lý nội dung chuyên nghiệp để quản lý nội dung. Do đó, thời đại web 3 chấm chủ yếu nhấn mạnh và mạng được cá nhân hóa, dữ liệu được bảo mật hơn. Trong kỷ nguyên 2 chấm, việc giải quyết các vấn đề về quyền riêng tư một cách dễ dàng và việc xử lý thông tin sẽ chính xác hơn. Và những thông tin này sẽ gần với nhu cầu thực của người dùng hơn và sẽ có tiềm năng giá trị lớn. Bạn có thể từ chối tuy nhưng bạn không thể từ chối web 3 chấm. Mọi tiến bộ công nghệ đã đi từ mờ mịt đến ngoạn mục. Vì vậy, tôi sẵn sàng tưởng tượng rằng Facebook sẽ trở thành một dự án như vậy. Trong thời đại web 3 chấm tích hợp dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo AI Blockchain như một cỗ máy sản xuất dữ liệu tin cậy để nhận ra máy với máy, sự kết nối giữa con người và máy móc. Con người và mọi thứ, máy móc và dữ liệu sẽ có sáng kiến, khả năng học hỏi, dữ liệu có thể tích cực phát triển dữ liệu. Do đó, rối loạn trở nên có trật tự. Cả máy móc và dữ liệu đều bắt đầu học. Là người sản xuất và đóng góp dữ liệu, không có lý do gì để không học. Pi là một sản phẩm công nghệ mới, thế hệ mới của tiền mã hóa. Trong Pi là một mạng xã hội tích hợp các thể loại ngành nghề công nghệ tiền tệ dịch vụ tài chính và còn nhiều hơn thế nữa vậy bạn cho rằng pi có giá trị hay không pi rất to lớn là đàng khác hãy trân trọng chúc may mắn và thành công